Mục tiêu kiếm tiền là để cho ba má đi bệnh viện, có tiền đi bệnh viện. Khoan, dừng lại vài giây. Bạn có thấy cái mục tiêu của bạn nó có vấn đề không? Bạn có thấy nó có cái chút gì đó nó hơi sai sai không? Bạn suy nghĩ thử xem. Não bộ của chúng ta, tiềm thức á, nó không có khả năng nó phân biệt thông tin nào là đúng hay sai. Có thông tin nào là cái điều bạn thật sự cần, nó không có phân biệt cái đó, nó chỉ có đồng ý và cho thêm thôi. Bạn muốn sao thì nó cho thêm bạn vậy. Giờ bạn muốn mục tiêu của bạn là kiếm tiền để cho ba mẹ bạn đi bệnh viện đúng không? Vậy thì bạn sẽ kiếm được tiền và ba mẹ bạn sẽ đi bệnh viện. Đó. Bạn có muốn cái vòng lặp đó nó diễn ra trong cái cuộc sống của bạn và nó cứ lặp đi lặp lại không? Mà không chỉ lặp đi lặp lại trong cái cuộc đời của bạn đâu, sau này nó lặp đi lặp lại trong cuộc đời của con bạn luôn á. Rồi sau này bạn chính là ba mẹ bạn, rồi con bạn chính là bạn ngày hôm nay nè. Vậy khổ không? Hay da. Quan sát lại thật kỹ cái mục tiêu, cách mà mình đặt mục tiêu. Lẽ ra cái mục tiêu mà Huy đặt ra đó là làm thế nào để bố mẹ bạn được khỏe mạnh, được tự do, được vui vẻ, hạnh phúc. Cái đó mới là cái mục tiêu đáng để đặt chứ. Vì làm thế nào để khỏe mạnh, tự do, hạnh phúc, khỏe mạnh cho đến già luôn, đến chết luôn. Đấy mới là cái điều mình đáng. Tại vì khi bạn đặt câu hỏi đó thì bạn sẽ đi tìm những cái điều gì nó làm nên cái sự khỏe mạnh, cái chăm sóc sức khỏe chủ động. Và nếu như có vấn đề gì về sức khỏe thì người ta sẽ cần chữa lành tự nhiên ra sao? Bạn đã từng tìm hiểu những kiến thức đó chưa? Vì những có những cái cách nào về chữa lành tự nhiên, rồi có những cái nào gọi là sự thật, cái nào là hư cấu, cái nào là gian lận về những cái thông tin, để chúng ta tìm kiếm ra những cái sự thật về đời sống đó, để chúng ta giải phóng mình ra khỏi những cái gọi là cái lưới ảo mà người khác giăng ra, giống như là những cái nhà tài phiệt vậy đó. Người ta giăng một cái lưới ra này, người ta tóm bạn vô bằng những cái thông tin, người ta giăng bạn thông tin là cái lưới á, cái đầu cái người ta tóm bạn vô này, người ta kéo bạn tha lôi bạn đi làm nô lệ cho người ta đó, kiểu như vậy đó. Thì bạn phải đặt cái câu hỏi lại là như thế. Thật sự mình đọc vô cái mục tiêu của các bạn trẻ mình thấy rất là thương, và mình nhìn thấy hình ảnh của mình của 10 năm về trước, nên là mình mới ngứa mồm ngứa miệng, mình phải làm những cái video này để mình chia sẻ, chứ thật sự nhiều lúc mình cũng chán chẳng muốn nói. Thì quay lại mới nói là thực sự là mình đang rất là đồng cảm với lại tấm lòng của những cái người con luôn mong muốn những cái điều tốt này đẹp đến cho bố mẹ của mình. Mà mình nghĩ điều đó thật là tuyệt vời luôn á. Mình thấy hình ảnh nó rất là đẹp, nhưng mà chỉ có cái là chúng ta bị nhầm lẫn về cách làm và cái cách chúng ta tư duy, cho nên là chúng ta sẽ cần có một những cái góc nhìn khác, những cái tư duy khác đi, để chúng ta có những cách làm nó hiệu quả hơn, đỡ mệt hơn, sướng hơn, đúng không? Tại sao chúng ta phải đi vào những cách làm mà nó đem lại cái sự bế tắc và khổ đau cho mình như vậy? Sao mình không tìm cho mình những cách làm nó sung sướng hơn? Cho nên bạn đặt lại cái mục tiêu kiếm tiền của bạn. Nếu như bạn mong muốn cái giá trị gì cho cha mẹ của mình thì bạn phải hỏi là làm sao để được cái chiều ngược lại chứ, đúng không? Hãy nói về những điều bạn muốn, nhưng bạn đừng bao giờ nói về những cái điều bạn không muốn. Cái tôi muốn là gì? Xác định là cái điều bạn muốn, cái giá trị cốt lõi mà tôi muốn là cái gì. Tôi muốn bố mẹ tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, vui vẻ. Tôi muốn bản thân tôi được tự do, có nhiều thời gian tự do hơn, được khỏe mạnh, được hạnh phúc, được bình an, tôi khỏe cho tới già luôn. Đó, vậy thì làm thế nào để tôi đạt được những cái điều mà tôi mong muốn đó? Và tôi có thể tìm kiếm những cái điều này ở đâu? Ai có thể giúp cho tôi được những cái điều này và ai có thể là người đồng hành với tôi? Thì Minh An có chia sẻ trong cái chương trình Thân Khỏe Tâm An, kiến tạo lối sống an, và đây chính là cái bí mật của tư duy thịnh vượng. Bởi vì á, khi mà bạn khỏe mạnh á, thì bạn ước nhiều lắm, ước có nhà lầu xe hơi các thứ các kiểu nè, nhưng mà vợ đẹp con khôn các thứ các kiểu ước nhiều lắm. Nhưng mà khi bạn không có sức khỏe thì bạn chỉ có duy nhất một điều ước là sức khỏe thôi. Mà khi bạn không có sức khỏe rồi thì những cái kia nó cũng mất rồi, nó cũng bay đi à. Bạn nghĩ đi, trong gia đình bạn mà có một người mà gặp vấn đề ví dụ như ung thư cái là bạn thấy sao rồi, đúng không ạ? À? Nhưng mà nó sẽ có những cái sự thật ở đó. Tại sao có những người họ được chữa lành tự nhiên, còn có những người thì không, do không biết thôi. Thì bạn hãy tìm hiểu từng cái từ khóa một. Ủa rồi tiền của bạn suốt cuộc đời bạn làm nó đi đâu hết rồi?
nó đi đâu hết rồi, bạn làm cũng nhiều lắm mà sao nó đi đâu hết rồi, tại sao nó lại đi hết như vậy như vậy. Từng cái một đó bạn, nó quan trọng lắm. Cho nên là để sống được một cái cuộc đời thịnh vượng, tự do, được hạnh phúc, an lạc, tràn đầy sức sống và trí tuệ, đó là một cái tài sản. Mình đang nghĩ là sức khỏe và trí tuệ là cái tài sản lớn nhất của đời người mà chúng ta cần phải có. Thì những cái điều này mình em sẽ chia sẻ trong hành trình đó. Nếu bạn muốn nhận được cái sự đồng hành và coaching từ bên em thì hãy liên hệ với mình nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Bây giờ thì mình em xin chào và hẹn gặp lại những thông điệp tiếp theo. Bye bye.